Ông có biết con này là con đực hay con cái không? 50 năm xem rồi mới biết. Ông biết con này là con đực hay con cái không? Khổ thế, nhìn này, tai là hơi nặng đâm thành ra là nói cũng không nghe tiếng con gì cả. Con này con rùa cái. Con rùa cái á? Ừ. Con này là con đực. Khôn thế nhỉ? Không ăn cá này à? Ôi giời ơi, mồm miệng cũng chẳng ra gì nhỉ. Cái mỏ cũng không ra gì đâu. À, cũng biết là lạo lựa cá để mà ăn đấy. Phải ăn cá mương cơ. Thế gì nhỉ? Ai già già, tập hợp hàng dọc rồi. Đi Trầm Hà ở đâu về đây mấy đứa ơi? Ôi giời ơi, đen xì đen xúi rồi. Lại ra ruộng rau muống rồi. Cả một tiểu đội ngan, chắc là vừa đi chơi về đấy các bạn ạ. Bí bê. Ở đây nhá. Ra đây, ra đây. Đi ra đây rồi. Chờ anh một chút xíu để anh no cho con rùa đã, sau quay trở lại. Ừ, sau anh đi kiếm cá cho. Cú 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 cú. Giờ còn một mình nó cho nên là mình luông chiều nó cũng khá chi là ổn đấy. Lớn thế kia rồi. Một nửa con rồi mà có kiểu làm hay thật đấy. Vẫn cứ chọn là làm giống như kiểu của trẻ con cơ. Đây, nó bỏ con bỏ cá cho thằng bố nó nuôi. À, để cho chồng nuôi. Con thì kia, một mình thì được tận hưởng làm thoải mái. Đúng là cảnh đời gà trống nuôi con dê nhỉ. Sướng rồi. Làm ở trong chậu này làm thơ thì là sướng rồi. Cứ như là trẻ con ấy nhỉ. Tao tưởng mỗi con mày như thế thôi, hóa ra mày như thế đầu têu cho con đấy. Đã rất lâu rồi mình chưa quay cụ rùa cho các bạn xem đúng không nhỉ? Thế nhưng mà hôm nay quay về cụ rùa thì mình có một chút thay đổi không hề nhẹ đâu. Và bây giờ thì mình tắm cho cụ rùa để cho cụ rùa thoải mái trước đi đã. Sau đó thì cái sự thay đổi như nào thì chúng ta cùng đi đến phần video. Còn bây giờ thì mình đi kiếm cho mấy con vật của mình ít cá các bạn ạ. Không phải là thức ăn nào cũng sẵn mua đâu. Có những hôm buổi chợ thì cũng dễ kiếm lắm. Có những hôm thì là người ta cũng không có bán. Thế cho nên là cũng may có cái lấm lưới đi tra và kiếm mồi cho những cái con vật. Nhưng mà được cái thì vất vả một chút xíu nhưng mà vui các bạn ạ. Bởi vì là không ngẫu nhiên mình lại được chăm sóc chúng nó như vậy. Được cả bống luôn đây này. Ngon chưa? Mương này. Ngon chưa? Cái lồng lưới này nó cũng dễ gỡ các bạn ạ. À, được cái nó cũng hay. Cứ chỉ cần tuốt ra một cái hoặc lắc lắc ra một cái là ngon lành cành đào ngay. Bây giờ có khả năng là mình để cho vợ này với mẹ mình ngồi đây để gỡ. Mình mang gọi mình gọi là hỏa tốc mang vào cái ăn cho chúng nó. Em ơi, chúng mày khôn mồm lắm cơ. Rồi, khôn mồm lắm. Nhưng mà được, anh chiều được. Chúng mày cứ thoải mái đi. Ui ôi, làm sao mà sưng vây sưng còng lên thế hả em ơi? Rồi, ngon lành cành đào. Văn lại còn cười chứ. Cười chúng nó khôn mồm chứ. Ôi rồi ôi, cụ ơi, đi xuống, đi xuống. Đi xuống nào, ôi ôi, sao lại móc chặt thế này. Đi xuống, thế xuống. Tắm đi, cứ tắm thoải mái đi. Rồi, một chút nữa. Xuống, xuống. Vậy là mình đã về tới nhà rồi các bạn ạ. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. À, thì hôm nay thì một lời chào gửi đến hơi muộn bởi vì là mình cũng đang vội vội vàng vàng. Thứ nhất là kiếm cái ăn về cho chúng nó này. Thứ hai nữa là cũng đang gỡ cái lấm lưới nó cứ rối tơi bời lên. Ui da, bí bơi. Đây, đây cho ăn. Đây là con cá này ngon lắm. Đây ra đây. Đấy. Ngon đây là ngon luôn. Ừ, nghèo, nghèo, nghèo. Này. Anh đưa cả rổ vào đây. Đi vào, đi vào. Trời ơi, chỉ còn mỗi một mình mày là ở lại với anh thôi. Con đi ra ngoài gà nó cướp mất. Đi ra ngoài gà nó cướp mất đi. Đi vào, đi vào.
đi ra ngoài gà cướp mất. Thôi, đi vào, gà nó cướp mất, đi nhanh lên. Rồi vào đây, đấy đóng cửa vào. Rồi, tao phát hiện được rồi. Hóa ra là chúng mày đào tẩu như thế đấy. Hay thật. Đi ra ngoài đây tắm bùn rồi. Đấy, mấy cái con ngan của mình đấy các bạn ạ. Lớn thế này rồi đấy. Được cái là cái cửa nó cũng không có kín đáo cho lắm. Thế là chúng nó đã dắt nhau lại tiếp tục đi ra ngoài cánh đồng rồi. Wow, đang chơi với lại mấy cái con ngan các bạn ạ. Ở ngoài này lùi húi, tự dưng nghe tiếng ve 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 mà mình không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu tại sao tự dưng đàn ong nhà mình này nó bay ra ngoài hết như này. Hay là chúng nó tách tổ nhỉ? Mình cũng chưa biết được đây. Có khi hôm nay mình cũng lại phải kiểm tra tổ ong của mình một lượt thôi các bạn ạ. Ai chả cũng đã lâu lắm rồi mình chưa quay về tổ ong của mình. Bởi vì sao? Năm nay là mất mùa ong. Tại vì hoa vải, hoa nhãn là nó cũng ít đi. Thế thành ra là mình có một tổ, thành ra cũng không có tính đến cái chuyện lấy mật. Hóa ra hôm nay chúng nó bắt đầu cái kiểu dạng như là muốn tách đàn hay sao đây. Nuôi con như mày nhàn lắm dê ạ. Chẳng phải chăm bẵm gì cả, độc cho con bú thôi. Chỉ khổ có thằng chồng. Chết thật. Vội thì có vội thật đấy. Thế nhưng mà nhìn thấy con dê thì lại cảm giác xuống cái khu vườn của gia đình nhà mình nó hoàn toàn bất ổn luôn. Hương đi vào trong chuồng chĩ kìa, có một quả trứng chim chĩ rồi kìa. Đó. Kìa một quả trứng chim chĩ các bạn kìa. Không lấy nhanh là chúng nó lại một là mổ, hai là chúng nó kiểu đuổi nhau ấy, là chúng nó dẫm vỡ ngay. Em cứ vào đi. Để anh ra đây kiểm tra. Vô rồi. Nếu mày không muốn ăn đốt thì tốt hơn hết là mày đi về đi nhá. Mày ra đây mà bị ong đốt tao không có chịu trách nhiệm đâu đấy. Đây là một chiếc cầu ong mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi các bạn. Phải dũng cảm lắm mới đi vào, dám đi vào cái tổ ong. Suốt một năm nay chỉ vì mình nhát quá cho nên là không có chịu khó lấy mật. Và thứ hai nữa là kiểm tra nó. Cứ mỗi một lần bị đốt mình thì có lành da đâu. Chỉ cần nó đốt một phát thôi là sưng mấy ngày luôn. Phải kiểm tra dũng khí lắm đây. Ôi, xin chào các bạn nhá, tớ không làm gì đâu. Đừng đốt tớ nhá, tớ sợ lắm rồi. Ôi, chà chà. Đây rồi, một chiếc cầu mới đây rồi. Đây. Quá nguy hiểm các bạn. Thế này mà ông quế ông cũng nhiều thật. Ôi, lần này hình như là nhiều. Ôi, sao chúng nó lại dữ thế nhỉ? Đúng rồi. Anh thấy chúng nó dữ lắm. Hương về lấy ấy đi. Hương về lấy Hương đi. Nó đuổi theo anh ra tận đây rồi này. Wow, chúng mày ơi, tao xin chúng mày. Chúng mày dữ thế. Đây chính là chiếc bùa hộ vệ của tôi đây. Vâng ạ. Vô ở đấy mà há mồm. Cứ ở đấy mà há mồm. Wow. Cũng ghê lắm, ghê răng lắm các bạn ạ. Ghê răng lắm. Nhưng mà công việc của mình phải làm thôi. Không làm thì bỏ cũng không có được. Chúng mày đốt tao làm cái gì? Đầu tiên là cứ tạm thời cho chiếc cầu vào đặng vặn. Nếu có mệnh hệ gì thì mình còn có thể là mình chạy luôn. Mọi năm thì còn được 2-3 lít mật. Năm nay thì chịu thua luôn. Bởi vì mình biết là ở ngoài tự nhiên ấy là hoa nó cũng ít. Thế thành ra là mình cũng không muốn lấy. Đây, không được bao nhiêu đâu. Khô khói á. À đây cũng có nhiều mật phết đây. Ôi bọn nó còn dám phi cả vào trong cái hương này luôn này. Wow. Nhưng ong vỡ tổ.
không nhiều các bạn, nếu mà nhiều mật thì nó đầy ạc cơ. Nhưng mà thôi, mình hôm nay mình lao cho nó một cái cầu này vào này. Là yên tâm rồi, không thấy có cái mũ chúa nào khác các bạn. Thấy duy nhất là hình như nó đang dí vào mông tôi rồi. Không thấy có cái mũ nào. Rồi, ngon rồi. Không chơi với bộ môn này được các bạn. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Không biết là liệu nó có đốt con ngan của mình không đây. Con ngan nó đang ấp ở bên cạnh. Bầu đầy người. Khiếp thật. Dài như đỉa luôn. Thôi, xong việc rồi, xong việc rồi. Đúng là giữ như ong. Cởi được cái bộ quần áo ra cái nhẹ người ngay. Đúng là mình không thể chơi được bộ môn mạo hiểm được các bạn ạ. Giờ mà nó tiêm là trời chạy. Ngắm nhìn mấy con chim chí của mình cái. Thích nhỉ. Làm con chí đực cũng thích thật. Trong này có 3-4 con chí đực. Ơi, vô về đi hả? Ừ, về đi. Chị Hương bảo về, sao mày không về? Hả? Lại đích, lại thích đi theo anh à? Dê ai? Dê? Bê? Bê? Nà nà. Nhìn cũng nhanh lớn phết các bạn nhỉ? Căn bản là nó nuôi được một con, thế cho nên là nó cũng nhanh lớn. Giờ nhường phần cho mẹ rồi, bố nhường phần cho mẹ rồi. Chán không 100 rồi. Bê? Bê? Anh sợ sợ cái khôn lắm. Từ ngoài vườn trở về thì là mình lại vào luôn trong cái chuồng này. Các bạn thấy không? Một cái chiếc chuồng nho nhỏ thế này thôi. Thế nhưng mà chứa biết bao nhiêu cái chuồng con. Bởi vì sao? Mình cũng muốn đảm bảo an toàn cho chúng nó mà. À, trên này thì một lớp choai này. Trên kia là một lớp nho nhỏ này. Dưới này là một lớp vừa mới lở này. Còn ở đây là cuốc và chim chị con của mình. Đấy. Sẽ là được 2, 4, 6, 8, 10. 10 con chí rồi. Thế là ngon lành cành đào rồi. Còn thì ở trong góc kia thì lại một đàn gà cô lít mái. Để mình đợt này mình nhân thêm giống mà. Vì là cũng không đủ giống để giao lưu với các bạn. Cho nên là mình lại phải tiếp tục là gây thêm mái để đảm bảo chất lượng giống này. Rồi thì những cái con vật cho tất cả các bạn cùng đam mê, cùng yêu thích trong cái đợt mùa hè này nhá. Rồi, bây giờ thì cũng xong xuôi công việc rồi. Ôi, toát mồ hôi. Tắm rửa xong xuôi đâu đấy. Thì bây giờ thì mình đã chuẩn bị một cái món ăn thường ngày cho cụ rùa. Không phải là thường ngày là bữa nào của mình cũng cho ăn. Mà là đối với cái dòng rùa này thì chủ yếu là thức ăn là ăn chay các bạn. Rau, củ, quả, các loại rau. Thì các bạn biết đấy, mình hữu duyên được sở hữu cụ rùa này. Thì đó là một cái điều cực kỳ may mắn. Vâu ơi, vâu mất trật tự à. Thì đó là một cái điều may mắn mà không phải là ai cũng có. Thì xin giới thiệu sơ qua với các bạn này, cụ rùa này của mình thì là hiện tại đang giữ một kỷ lục cũng khá chi là to ở trên cộng đồng các bạn chơi rùa Sulaka. Thì còn thì cái duyên nó như nào thì nhiều các bạn cũng chưa theo dõi video, thì sau một vài cái thời gian sau thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ để chúng ta biết nhiều hơn. Nhưng mà trước tiên thì hôm nay thì Long cũng mang lên trên sân, bởi vì là trên sân này thì về mùa hè cái dòng rùa Sulaka này nó có một cái đặc biệt là nó thích tắm nắng này, rồi nó thích tắm nước này, tức là mình gọi là mình ngâm nước để nó bài tiết ra được nhiều cái chất thải hơn ấy, thì nó sẽ ăn tốt hơn. Và chủ yếu là mùa hè, nó phát triển vào mùa hè, còn mùa đông thì nó sẽ trú đông ở ngoài tự nhiên, nó cũng vậy. Thế cho nên là mình vất vả một chút là mang lên trên sân để cho tiện cái công việc chăm sóc hơn. Và đây là cái chiếc bu để mình chuẩn bị là úp cụ đấy vào, bởi vì cũng chẳng còn cái chiếc chuồng trại nào để có thể là nhốt được cái cụ rùa này nữa, bởi vì là mọi cái chuồng trại đều là nhỏ hết so với thân hình của cụ rùa đấy rồi. Có một lần thì mình cho vào trong cái AV kia kìa các bạn kìa. Thì đặc biệt hơn là trong cái AV đấy có bao nhiêu cái khay động đựng thức ăn của con vật khác là cụ hất tung tóe hết, rồi thì rúc đổ hết, tức là không bình yên một lúc nào luôn. Thì khi mà mang lên trên này rồi thì đó cũng là một cái quyết định. Và cái quyết định nữa thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là mình cũng muốn kiếm cho cụ đấy một bé rùa, hoặc là mình gọi là một người bạn. Nếu như mà ai mà biết nơi nào mà uy tín mà có cái giống rùa Sulaka là chất lượng thì các bạn có thể để lại cái phần bình luận
trong video của Long Đen nhé. Còn bây giờ thì tạm thời nói lời tạm biệt với cụ rùa Sulaka, mong sao là luôn khỏe mạnh và để gửi tới cho các bạn những cái niềm vui trong thường ngày, trong những giây phút học tập, trong những giờ lao động mệt mỏi. Còn bây giờ thì mình chia tay để đi tìm người. Mẹ Vâu ơi, mẹ Vâu về cho con bú đây nào. Nhanh lên, nào đi vào cho con bú, còn trước lên. Nhanh lên. Rát ruột rồi, rát ruột rát gan rồi, không muốn cho con bú rồi. Mày. Đúng là cái sự lựa chọn của mình khi mang cụ rùa lên trên này thì quá chính xác đúng không các bạn. Để cả một mớ rau muống to như thế, xong xuôi công việc thì quay trở lại đã ăn hết. Thì đây các bạn, mình đã di chuyển vào trong cái chỗ mát này. Đấy, cứ mang lên trên này, lúc nào thích tắm một cái là mình có thể mang ra tắm luôn. Mà thích cho ăn cái món gì phát là sẵn là có luôn. Còn để ở dưới vườn kia thì nhiều khi cũng có cái món ăn ngon gửi xuống cho nó. Thế nhưng mà nhiều khi cũng ngại. Ví dụ như là ngại thêm vài ba bước chân cái là trở thành người ngay. Đấy, cho nên là được đấy. Cố gắng, cố gắng. Nhưng mà mới đầu thì chưa quen các bạn này. Húc mũi vào trong cái những cái mắt bu gà này. Chuột hết mồm rồi kìa. Mày. Các bạn nhìn này, độc cái chỗ này thôi mà mòn, mòn hết rồi. Theo như chủ cũ người ta chia sẻ thì là cái con rùa này là người ta đã nuôi được 6 năm rồi. Về tay mình 1 năm nữa là 7 năm. Đấy. Thì không biết là trên giá thị trường thì mình không, khi mà mình được tặng những con vật thì mình không bao giờ tìm hiểu giá các bạn. Và cũng không tìm hiểu cái giá trị của nó như thế nào. Đơn giản là mình cứ nuôi và chăm sóc. Như chủ cũ người ta cho ăn gì thì mình cho ăn như vậy thôi. Và tìm hiểu thêm là những cách phòng và trị bệnh cho nó thôi. Đấy. To thật luôn đấy. Như ở một số các cộng đồng, một số các diễn đàn về cái loài rùa, chính xác là Sulaka hay là Sulaka thì mình đọc không chính xác. Thế nhưng mà nếu như mà để một cái giá trị một con rùa của mình mà nó to như này thì cũng không phải là ít tiền đâu các bạn. Phải nói là cực kỳ hữu duyên luôn các bạn. Tuyệt vời. Nhìn bộ mai của nó thôi mình đã kết rồi. Hôm nay ấy, thì mình mang cụ rùa lên trên này thì cũng rất vui là có bác mà thường hay vẫn sang nhà mình ngồi uống nước chơi thì bác thấy lạ quá. Bón thế này là nó ăn. Câu chuyện là đầu đuôi là bác đến thì bác nhìn thấy hỏi con rùa này, bác hỏi mình là loại rùa gì thì mình thì trả lời cái rùa sao. Sulaka gì ấy, bác bảo chịu không biết con tên rùa là rùa gì cả. Quý lắm nuôi. Thì lần đầu tiên thì bác được xem và được ngắm nhìn thì mình cũng hãnh diện, mình nói cái từ hãnh diện là chính xác nhất. Ông có biết con này là con đực hay con cái không? 50 năm xem rồi mới biết. Ông có biết con này là con đực hay con cái không? Khổ thế, nhìn này, tai là hơi nặng đâm thành ra là nói cũng không nghe tiếng gì cả. Con này con rùa cái. Con rùa cái á? Con này là con đực. Theo như cái kinh nghiệm ấy là cái con rùa mà lõm bụng này này, nó phần lõm xuống ấy thì là rùa đực. Còn con cái thì nó lồi cái mái ở dưới lên. Bởi vì con đực là nó lõm để nó treo lên con cái thì nó sẽ ngồi lên trên này. Tôi tưởng là con này là con đực rùa. Mai là thế này. Nhưng mà bác có thích không? Hả? Bác có thích nó không? Thích chứ. Thích chứ. Rùa là thích. Nặng không? Nặng không? Bác thấy nặng không? Hả? Nặng không? Nặng. Nặng à? Đó. Thể... Thuần yến. Ừ, chính xác thế, chuẩn luôn, 14 cân đấy. Ghê chưa? Đúng là nếu như mà không ai được nhìn thấy bao giờ thì đúng là con rùa này thấy nó to thật các bạn ạ. Không phải chứ, không to à? Thì biết thế nào được. B thì bác mới biết rồi. Đấy, thế là từ giờ đi bác đến đây uống nước ấy là tha hồ được sờ rùa luôn. Nuôi lấy nó. Mà làm cảnh. Bác cái kiểu như bác đang bảo là lấy cái này để làm kê chân giường như này. Bốn con bé phải thì người ta kê phải bốn con rồi kê bốn chân giường. Kiểu như mọi năm thì người ta hay dùng rùa để kê chân giường ấy. Chẳng hạn người ta vui thì người ta bê lên thế này ngồi vào. À. Tràn lấy ra cho đẹp. Không ngờ bác của cháu lãng mạn phết đấy. Chẳng hạn thế này. Thế nào? Chẳng hạn là quay camera lên thì ngồi vào thế này. Thế, ngồi thế. Đấy. À. Thực ra thì nó không ảnh hưởng gì đối với cái sức nặng của mình. Nó chứa được một trên tạ. Đúng rồi. Thế nhưng mà nếu mà chơi cảnh á, mà ngồi như thế gọi là phi thể thao. Sáng
râu vuốt này. À. Đẹp lắm ấy. Đẹp lắm. Ai chẳng thích. Tâm lý mà, tâm lý thì khi mà nhìn thấy con vật gì lạ thì ai cũng thích được các bạn. Ấy, Yển, em của anh mượn Yển à? Ui ôi, Yển ơi. Yển làm gì đấy, Yển ơi? Yển nó sợ quá các bạn. Yển nó sợ. Ui. Lần đầu tiên thấy hắn sợ. Bác vào nhà cháu uống nước. Rồi, bác vào nhà cháu uống nước. À, thưa các bạn ạ, video của mình thì cũng chưa dài, thế nhưng mà mình cũng xin phép là mình kết thúc ở đây để mời bác chén nước và cũng khoe với tất cả mọi người hôm nay là một phần là chú rùa khổng lồ, phần thứ hai nữa là niềm vui là được thấy bác có tuổi rồi, khỏe mà vẫn sang cổ vũ tinh thần của thanh niên chăm sóc động vật, thế là thích rồi. Ăn cá, ăn thịt.